Thưa chính quyền địa phương sẽ tại thưa gia đình thân quý, hôm nay là ngày mất của anh hai đồng chí thân thiết gia đình tất cả các nhà đây đồng hương các ta đang nghe tập thể nhận chào về đây thấy giá trước cả được tận trong sau phần giá là thầy sẽ học để phát tài những nhà tích cực tìm học thank you.